Vâng, xin chào toàn thể các bác nhé. Đấy. Trong buổi trưa chiều ngày hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu các bác cái mẫu vang nhập khẩu chính hãng của thương hiệu, đó là CAF cá heo logo cứng của công ty cổ phần đầu tư AV Việt Nam, phân phối độc quyền tại Việt Nam. Model sản phẩm là EF-A5. Đấy, vang rất là cao cấp. Đây là một chiếc vang số hoàn toàn và được hiệu chỉnh cao cấp nhất với gia đình, đó là chỉnh cơ. Đấy các bác ạ, chỉnh cơ mà hiệu chỉnh là số, tùy chỉnh là cơ, rất là tuyệt vời. Sản phẩm đóng gói rất là chắc chắn này các bác này. Đấy, chắc chắn này. Đây là có một đĩa dẫn sử dụng, cái này em đã mở ra sẵn rồi. Dây nguồn này, cáp kết nối này. Đấy, điều khiển. Đấy. Và vang. Ô, hình như giấy tờ em để quên trên công ty rồi. Không nhỉ? Thế nào? Đúng rồi, giấy tờ để quên trên công ty. Có hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành nhưng lại để quên rồi. Thì đây là cái mặt form của sản phẩm, đó là xe AF. Đấy, model là EF-A5. Vang số chỉnh cơ. Tất cả các núm vặn đây là chỉnh toàn là vặn quay tròn, vặn vô cực hết các bác nhá. Những núm này vặn là quay tròn vô cực hết, không có điểm dừng. Tất cả các núm vặn đây, mặt trước quay tròn là vô cực hết. Đây là cái về cái vặt phần mặt sau này. Đấy, mặt sau này các bác nhá. Mặt sau thì có cổng nguồn này, Sentinel này. Đấy. Ở cổng vào cáp quang này, các đường ra là sử dụng jack nông chuyên nghiệp này. Đấy, bên cạnh này hai cửa cắm mic này. Đấy. Và bên cạnh này nữa thì là có đường vào, bốn jack này đầu vào và bốn jack này là đầu ra dùng cho âm ly. Nếu mà các bác dùng âm ly thì các bác chỉ cần cắm mid N, mid R, đấy MN, MR này. Sau đó là cắm súp thì các bác cắm cửa súp này, canter có thì cắm cửa canter này. Đấy. Và cái này hai cái là lại có thêm cả West, có thêm cả bắt Bluetooth không dây. Đấy. Rất là hay luôn, bắt cả Bluetooth không dây. Rất là bá đạo luôn. Chiếc vang này thì tích hợp rất là nhiều chức năng rồi. Mỗi cái USB nó không có. USB các bác thấy đây. USB các bác thấy đây là kết nối với máy tính để tùy chỉnh trên máy tính các bác nhé. Đấy, tùy chỉnh hiệu suất cao nhất là trên máy tính. Còn cơ bản là đã chỉnh cơ rất là tốt rồi. Hiện tại là con vang này nó không sử dụng là 3 giải bass min tép mà là tận 7 cần chỉnh tổng hợp. Đó là những cần chỉnh tần số, tức là thay cho là cái âm lượng cho nó bass ấy. Bass hay min hay tép ấy thì ở đây là sẽ sử dụng tổ hợp chỉnh. Sẽ chỉnh được nhiều hơn và chi tiết hơn. Thì em giới thiệu qua với các bác nhé. Các bác để ý này. Những cái núm ở trên đây, trên này là hàng music, là nhạc nền. Còn dưới đây là mic, là để cắm mic vào để các bác hát karaoke. Thì nó có núm chỉnh từ 57Hz, 134Hz, 400Hz, 1kHz, 2,5kHz, 6,3kHz, 16kHz. Đấy. Rất là hay đúng không ạ? Thì như là tầm từ 57 đến 134 là giải mid low, tức là trầm. Còn nếu mà mid low tầm cao hơn nữa là từ 134 đến 400Hz. Đó. Và tầm trung là từ 400Hz đến 2,5kHz. Và tầm trung tép là từ 2,5kHz đến 6,3kHz. Và cao nhất là 16kHz. Đấy. Thì các bác nếu mà dùng siêu tép thì các bác chỉnh từ tầm 6,3 đến 16kHz ở trên phần nhạc nền. Tuy nhiên, khuyên dùng các bác là các bác nên sử dụng hai cần này ít dùng nhất hoặc là giảm đi tầm là 2,5kHz đến 6,3kHz, là những cái tần số nó hay gây chói tai. Đấy, thì các bác nên giảm đi một tí thôi, không giảm nhiều. Các bác giảm đi thì nó sẽ có hiển thị ngay trên cái mặt số này. Đấy. Và con này nó có rất là nhiều các chức năng nhé. Echo này, reverb này, delay này. Đấy. Nên là các bác muốn lựa chọn chế độ effect phù hợp thì các bác bấm vào nút EFF, tức là viết tắt của effect, bấm nháy thế thôi. Các bác lựa chọn tín hiệu nào vào, các bác bấm giữ ở nút Xenter, nó sẽ hiện lên là BGM và AUX. Thì các bác cắm là BGM AUX thì các bác chỉ cần bấm và nháy đây là tự động chọn cửa đầu vào. Ở bên cạnh này thì lại có 3 núm cơ bản: effect, mic và music. 3 núm này là điều khiển tổng nhá. Rồi, ở phần dưới này thì là có những tần số để cắt cốc và tùy chỉnh cho âm lượng của mic. Đấy. Thì là thấp nhất là 57 này, 134 này, 400 này, 1kHz, 2,5kHz, 6,3kHz và cao nhất là 10kHz. Đấy, cao nhất là 10kHz. Đấy các bác nhá.
thì các bác tùy chỉnh dấu dĩ thì các bác cứ cắt ở tầm từ 2,3 à 2,5 đến 6,3. Cắt chỉ cần 2 tần số ấy thôi là tiếng nó sẽ đỡ dấu dĩ rất là nhiều. Rồi, bên cạnh đây nữa thì là có hai chế độ echo thì và hai chế độ echo, echo A và echo B. Ví dụ nha, ví dụ các bác mà muốn hiệu ứng echo mà hay nhất ý, thì là các bác chỉnh trên kênh A là vào 117, 118 và kênh B là các bác chỉnh là vào 220 đến 228. Tùy. Đấy, thì là hai kênh là nó sẽ có độ trễ rất là nhiều nên các bác chỉnh trên hai kênh này, kênh A kênh B và lùm để như nhau. Tim me và thời gian delay thì các bác tùy chỉnh. Đấy, nói chung là tùy chỉnh để hiệu suất cho nó cao nhất. Rồi, ok. Thế đây là mặt trước. Và bên cạnh cái mặt trước này thì lại có thêm cái núm đó là FBX, tức là playback căn hú. Nó có 4 cấp độ playback căn hú. Các bác chỉ cần bấm nháy thôi. Bấm nháy thôi. Tuy nhiên là cái nút Enter này thì là nó sẽ xử lý cho là tăng giảm cái giải bass và giải tép của phần nhạc nền. Các bác bấm Enter này là bật và tắt cái chế độ Enter sẽ cho tiếng nhạc nó mạnh hơn về bass với tép hoặc là giảm đi. Đấy. Rồi, ok. Thì hướng dẫn là qua đến đây. Đấy, còn thực tế thì các bác phải về tự trải nghiệm thì mới chính xác được nhé. Còn giới thiệu qua thì em giới thiệu tương đối thế thôi. Khá là chi tiết rồi. Ở đây là điều khiển. Như mẫu này thì là có rất là nhiều những chế độ để cho các bác. Gồm có là KTV 1234, Effect là 1234. Và nó có núm tăng giảm âm lượng, Effect tăng giảm mic, tăng giảm nhạc ở đây hết tất cả đây rồi. Và có ken này, tăng tông giảm tông này. Đấy, nút đỏ là tắt tiếng. Và có khóa nhá, có khóa nó rất là hay. Rồi, ok. Đấy, các bác mà xem thì vui lòng gọi điện trực tiếp để biết giá nhá. Cái này em không không khai giá được, nhưng đảm bảo các bác là giá em bán là rẻ nhất nhì. Không nhất thì cũng nhì. Đấy, không rẻ nhất được thì cũng rẻ nhì. Và bên em sẽ giao hàng toàn quốc. Tuy nhiên em không công khai giá cho các bác được. Các bác liên hệ trực tiếp nhá.